Chào mừng các cậu đã quay trở lại với W2W Cartoon. Tuy Adventure Time đã kết thúc khá lâu rồi, thế nhưng cái kết vẫn để lại cho tớ những cảm giác nuối tiếc khi một bộ cartoon gắn với tuổi thơ của mình cuối cùng cũng phải kết thúc. Vậy các cậu đã soi được hết tất cả các chi tiết có trong tập cuối của Adventure Time chưa? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau soi từ phần opening đến cốt truyện của Adventure Time tập cuối nhé. Lưu ý rằng, phía bên tác giả của Adventure Time chưa xác nhận điều gì cả, vậy nên tất cả cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tớ. Tớ đoán là các cậu cũng có những giả thuyết riêng của mình, vậy nên hãy xem video với tâm trạng thoải mái nhất nhé. Không liên quan lắm cơ mà với con số của Among Us, fan store của chúng tớ đang mở chiến dịch chạy order áo đó. Nếu là fan của tựa game này, các cậu có thể đặt mua áo nha. Lưu ý rằng đây là chiến dịch nên chúng tớ sẽ chốt số lượng áo sau 7 ngày, rồi đặt áo rồi mới gửi đến các cậu được, vậy nên thời gian có thể sẽ mất từ 10 đến 12 ngày nha. Hoặc nếu số lượng áo đặt đủ lớn thì chúng tớ sẽ đặt luôn vào ngay cho nóng nhé, hi hi. Còn giờ thì chúng ta vào với video thôi, let's go! Đầu tiên, chúng ta hãy đến với phần opening của tập cuối này. Bối cảnh của opening được cho là xứ ưu của tương lai, chính xác là xứ ưu của 1.000 năm sau. Khác với mở đầu thông thường, chúng ta có Finn và Jack, thì ở trong phần cuối này, chúng ta có Beth và Shermy. Có thể dễ dàng nhìn thấy được rằng khung cảnh xứ ưu đã thay đổi rất nhiều. Theo tớ là đã có chiều hướng tiêu cực hơn, tông màu cũng trầm hơn so với màu sắc tươi sáng ở các tập trước. Đầu tiên, chúng ta được thấy vùng đất được bao bọc dày đặc bởi tuyết và băng. Tất nhiên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây là nơi trị vì của Ice King. Nhưng màu sắc của khu vực này trông có phần khá nặng nề. Với phần opening thông thường, chúng ta sẽ được thấy sự di chuyển của các vùng đất khác nhau, sau đó mới đến vương quốc băng. Thì lần này, chúng ta lại bắt đầu với vùng đất này trước. Cảm giác như vương quốc băng đã bành trướng ra khắp xứ ưu, hoặc ít nhất là diện tích của nó đã lớn hơn rất nhiều so với vương quốc băng thời Simon còn làm Ice King. Tôi đoán lý do của việc này chính là do Ice King mới, chính xác là Gunter. Gunter không chỉ đội vương miện mà bằng một cách nào đó, điều ước của nó đã khiến nó hợp thể được với vương miện hoặc điều gì đó tương tự như vậy. Dù sao thì chúng ta đều biết sức mạnh của vương miện bá đạo đến mức nào khi người sử dụng bị kích động bởi cảm xúc. Vậy nên rất có thể, Ice King Gunter đã gặp một nỗi đau nào đó quá lớn, khiến cậu mất kiểm soát và tự biến vùng đất của mình trở nên như hiện tại. Theo giả thuyết của tớ, Ice King Gunter bị mất kiểm soát là do mất đi người mình yêu. Chúng ta đều biết cái kết Gunter lấy công chúa Toto, nhưng cô ấy không thể bất tử giống như Gunter. Và một ngày nào đó, cô ấy sẽ phải già và chết đi. Khi mất đi người mình yêu, Ice King trở nên mất kiểm soát và khiến diện tích của vương quốc băng bành trướng ra. Ngoài ra, tớ có một giả thiết nữa và tớ sẽ nói ở phần sau. Nếu đi thật chậm ở những khung hình đầu, chúng ta có thể thấy một bàn tay màu hồng đang nắm lấy song sắt. Nhớ về những tập đầu của Adventure Time, Ice King rất thích bắt cóc các công chúa. Trong đó, Bubblegum là công chúa mà Ice King thích nhất. Vậy có khả năng bàn tay hồng này là của Bubblegum chăng? Ngoài ra, chúng ta cũng thấy có một người đeo ba lô ngồi trên một con vịt đá. Thực chất thì chú vịt này đã từng xuất hiện trong tập Evicted ở mùa 1. Đôi bút màu đỏ khiến tớ liên tưởng đến Marceline. Nếu như liên kết lại thì lẽ nào Bubblegum bị bắt và Marceline đã đi tìm cô? Ngoài ra thì trên ống nhòm mà người này sử dụng có một ký tự khá giống chữ M và chữ A. Mà M-A là hai ký tự bắt đầu tên của Marceline. Kết thúc với vương quốc băng, chúng ta được thấy Ice King bay về phía một vùng đất khác, nhìn giống như một vương quốc nhỏ. Điều đặc biệt ở đây đó là có một đường nối thẳng từ vương quốc này lên trời. Khi được nhìn rõ cận cảnh hơn, chúng ta có thể nhìn thấy một chú chó kỳ lân thò đầu ra cửa sổ. Sao có thể đây là hậu duệ của Jack và Lady Renicorn? Ngoài ra, chúng ta còn được thấy vương quốc này đang phóng tên lửa lên vũ trụ. Có lẽ hậu duệ của Jack và Lady Renicorn đang có công cuộc khai thác gì đó ở ngoài vũ trụ đây. Trong tập Grable's 1000 Plus, chúng ta được thấy có phân đoạn hậu duệ Jack đang tổ chức một lễ cưới. Tại sao tôi lại chắc chắn đây là hậu duệ của Jack và Renicorn? Vì chúng mang đặc điểm của Jack như mắt và mõm của Jack. Ngoài ra còn một số bằng chứng nữa đó là chúng đều nói tiếng Hàn, tiếng đặc trưng của nhà Unicorn. Vậy là có thể nói, loài chó kỳ lân của 1.000 năm sau trong Adventure Time đã phát triển đến mức lên cả vũ trụ để sinh sống rồi. Và chi tiết mà tớ cảm thấy thú vị nhất đó là con trai của Charlie, hoặc còn có thể nói là cháu của Jack, được xuất hiện trong tập Daddy Daughter Card Wars với cái tên là Gibbon. Bằng một cách nào đó, dù đã trải qua 1.000 năm nhưng Gibbon vẫn còn sống. Trong opening chúng ta thấy Gibbon đang chiến đấu với Ice King Gunter. Một bên mắt của cậu là một trong ba viên ngọc từ vương miện. Đó cũng là viên ngọc trên nhẫn cưới của công chúa Toto. Vậy là tớ nghĩ ra giả thuyết, cứ cho là bằng một cách nào đó, công chúa Toto vẫn còn sống nhưng bị Gibbon bắt cóc để chiếm đoạt viên ngọc và có được sức mạnh. Đó cũng là lý do khiến Ice King mất kiểm soát vì tức giận và lao đến tấn công Gibbon để cứu vợ mình. Tớ khá chắc chắn viên ngọc ở mắt của Gibbon là của Ice King vì năng lực bắn ra băng của Gibbon khá giống với năng lực của Ice King.
Trong phân cảnh tiếp theo, chúng ta nhìn thấy hai tảng đá khá lớn đã bị đổ vỡ. Chúng ta dễ dàng nhìn ra phiên, nhờ chiếc mũ đặc biệt của cậu và chiếc ba lô quen thuộc. Còn tảng đá nhỏ hơn bên cạnh, theo tớ nghĩ thì có thể là Jack. Nếu các cậu soi kỹ, thì ở dưới tảng đá của Jack có vẻ như là có người đang sống ở đó. Với khả năng cao, nhân vật đứng trên tảng đá của Jack chính là chủ nhân của căn nhà này. Có vẻ như sau 1.000 năm, Finn và Jack đã trở thành những cái tên mà có lẽ chẳng ai còn biết đến nữa. Tuy vậy thì chắc hẳn trước đó, Finn và Jack đã được mọi người ở xứ U thật sự tôn kính và làm nên hai bức tượng thật lớn về cậu. Đi thêm một đoạn, chúng ta nhìn thấy một miếng đá vỡ ghi Finn. Phía dưới Finn là chữ Jer. Điều này khiến tớ phải suy nghĩ lại về tảng đá được cho là Jack. Dù Jack có vẻ như là một cái tên khá hợp lý, nhưng đã trải qua 1.000 năm cơ mà. Biết đâu được, Jack quyết định quay về ở ẩn cùng các con và Finn vẫn tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình với Jermaine thì sao? Thực ra thì tớ thấy khá hụt hẫng khi nghĩ rằng sau khi kết thúc tập cuối Adventure Time, các nhân vật vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình vì tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi mà người xem chúng ta sẽ không thấy được quá trình thay đổi đó. Tiếp theo, chúng ta được thấy hậu duệ của nguyên tố lửa và nguyên tố nhây đang choảng nhau. Bên cạnh đó còn có hai chú vịt hai đầu, nhân vật xuất hiện cho các phần opening của Adventure Time. Có lẽ đây là hậu duệ đời sau của chú. Sau đó là một chú chó kỳ lân đang soi căn nhà trong hang, nơi Marceline từng ở. Để giải thích cho lý do tại sao chú chó kỳ lân này lại soi căn nhà đó, thì lý do là bởi vì Beth và Shermy đang sống trong đó, và Beth thì thuộc họ nhà chó kỳ lân, cô là công chúa của vương quốc này. Và vì một lý do nào đó, cô chạy trốn khỏi gia đình và đến sống cùng Shermy tại nhà cũ của Marceline. Rất có thể, cô xích mích với gia đình về công cuộc khai thác ngoài vũ trụ. Đi sâu vào trong nhà, chúng ta thấy Beth và Shermy. Ở góc phải trong phân đoạn này có chiếc cốc Wood Weddies Uncle. Vậy là rất có thể Marceline và Bubblegum từng sống với nhau một khoảng thời gian trong căn nhà này. Và ngay sau đó chúng ta được thấy một phần của vương quốc kẹo đã bị phá hủy. Khung cảnh này cũng đã từng xuất hiện trong tập Lemon Hope. Trong phân cảnh Lemon Hope đi qua vương quốc kẹo, có vẻ như cả vương quốc đã phát triển theo hướng công nghệ cao, chứ không còn thô sơ như trước. Nhưng tất cả chỉ ở trong đống đổ nát. Phía xa là cái cây lớn, giờ chỉ còn phần gốc. Trong quá khứ, cái cây này là khởi nguồn của vương quốc kẹo. Nhưng đến tương lai, cây không còn nở rộ như hồi trước mà đã trơ trụi đi. Cây cũng là nguồn năng lượng của Neddy. Nếu cây trở nên như vậy, thì Neddy đã xảy ra chuyện gì? 1.000 năm trôi qua, vương quốc kẹo chắc hẳn đã gặp phải sự kiện nào đó rất nghiêm trọng. Trong tập Grable's 1000 Plus, chúng ta cũng thấy các thần dân của vương quốc kẹo đều đã được giữ trong Price Ball Guardian, phiên bản nâng cấp của Gumbo Guardian. Nhưng giờ nhiệm vụ của nó không còn là bảo vệ vương quốc nữa, mà nó đã biến thành một môi trường sống di động cho người dân vương quốc kẹo. Trong tập High Strangeness, Bubblegum cũng đã tiên đoán trước được rằng vương quốc kẹo sẽ sớm gặp thảm họa. Cô đã gửi tên lửa có mang các mô kẹo đến các hành tinh khác để phát triển trong trường hợp có điều gì đó xảy ra. Có vẻ như hồi kết của vương quốc kẹo, Bubblegum đã sớm dự đoán được rồi. Và cũng trong phân cảnh đó, chúng ta cũng thấy được hậu duệ của nguyên tố bướu. Biểu tượng ngôi sao trên mặt của nhân vật đó rất giống với nàng công chúa bướu tranh xả, Lumpy Space Princess. Chúng ta cũng được gặp lại The Lich, hay bây giờ gọi về cái tên là Sweet Pea thì hợp lý hơn. Có vẻ như Sweet Pea đã hoàn toàn trở thành người tốt trong tương lai. Cậu sử dụng Night Sword, thanh kiếm Finn từng sử dụng và được tạo ra bởi Peppermint. Cũng không hiểu bằng một cách nào đó, thanh kiếm trở nên to hơn để vừa với kích cỡ của Sweet Pea trong tương lai. Sweet Pea đã tiếp tục lý tưởng anh hùng của Finn. Cậu có vẻ như khá hòa đồng khi dễ dàng cho Shermy và Pat ngồi nhờ một lúc trên đường tới nhà vua xứ U. Hay chúng ta còn nên gọi về cái tên Bimo quen thuộc. Ngoài ra tạo hình của Sweet Pea khá giống với Pendleton Ward, người sáng tạo Adventure Time. Và đó là giả thuyết của tớ về Adventure Time trong tương lai qua phần opening tập cuối. Tuy chỉ mới là opening nhưng đã để lại rất nhiều những bí ẩn và câu hỏi thật khó để giải đáp. Tớ cũng sẽ tiếp tục nói về nội dung tập cuối của Adventure Time trong một video khác nữa. Các cậu có giả thuyết gì trong phần opening này? Đừng ngại, hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận nhé. Like, share và subscribe kênh chúng tớ để đón chờ những video tiếp theo nhé. What you read? Out!